Rồi chào Phí, chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai á. Ngày mới chúc cô chú anh chị xem clip dồi dào sức khỏe. Hôm nay con về cũng được hai mấy cây si cô chú, vừa nhỏ vừa lớn, với ba cây lộc vừng, với bốn cây chiêu thủy, với cây bông giấy Mỹ ha. Mong cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho em cháu ha. Số điện thoại 0389372007 đó cũng là số Zalo. Rồi không quên cảm ơn cô chú ủng hộ con những clip vừa rồi ha. Clip này cũng mong được sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều ha. Mất thời gian vô cây số 1 là cây lộc vừng ha cô chú. Cây lộc vừng này cũng bao sống cho cô chú mình ha. Dán bonsai luôn ha. Bonsai. Chiều cao tới mặt bầu là 87 ha. Hoành thân ngay cái eo nhỏ này 53 hả cô chú. Đo xích xuống đây chút. Xuống đây 64 nha. Cành bay đây qua đây 113 hả cô chú. Đường kính bầu 69. Rồi cái lộc vừng mã số 1 này giao lưu với cô chú anh chị 3.500.000 ha. Bao sống bao ship luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây số 2 cũng là cây lộc vừng nha cô chú. Cây này nặng quá lên không nổi cô chú ơi. Có hai cây này nó nặng quá trời lên mà quay không nổi. Đi vòng vòng. Cây này đâm tược sống khỏe rồi. Lộc vừng là ông bao sống cho cô chú mình luôn ha. Đo chiều cao. Chiều cao tới mặt bầu là 97 hả cô chú? Chưa đâu. Hoành thân ngay đây là 52 hả cô chú? Rồi từ cái tán bay ra là 1,5 m ha, từ đây qua đây. Rồi cây mã số 2 cây lộc vừng này giao lưu cô chú anh chị 3.9 luôn ha, bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi tiếp theo cây số 3 cũng là cây lộc vừng hả cô chú. Cây này khủng quá trời khủng. Già dữ lắm mấy cô chú. Xì mâm hết trơn. Rồi mới về chắc cỡ từng. Vô cây nhiều quá ấy quay hơi lẹ chút rồi. Có vị trí nào cô chú không thấy thì các bạn Zalo cũng bổ sung hình thêm ha. Chiều cao 133. Còn thân ngay đây 61 hay cô chú. Này đó nó dính cái gì. Ở dưới đó nó nở bự lắm á. Đường kính bầu 95. Bề ngang 68. Cái này đo cái tạng sao đây không biết. Ngang 129 này cô chú. Rồi cái lộc vừng mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị 5.500.000 ha, cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này đi thì ship nặng nha cô chú. Rồi tiếp theo cây số 4 là cây si búp hồng nha cô chú. Cây này bữa nay nó ra lá ha. Sống khỏe. Lá nó hồng ha, cộng nó đỏ luôn. Cây này cũng bán cũng rút vốn luôn cây. Cây sống khỏe ha cô chú. Chiều cao tới mặt bầu là 62. Cái hoành gì 137 ha cô chú. Đường kính bầu 85. Rồi cây mã số 4 này giao lưu cô chú anh chị 3 triệu ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Cây sống khỏe ha cô chú. Rồi tiếp theo cây số 5 cũng là cây si búp hồng nha cô chú. Cây này quá trời lên bằng quay không nổi. Cây này quái cây ha. Cái
để đo chiều cao cái đi rồi hết đi một vòng. Chiều cao cả 1m8 hay cô chú, 1m8 1m9 ha. Bề ngang này 124. Ê, lại kéo thước tiếp cái. Đâu rồi? Kéo rút hết luôn coi nó nhiêu vậy? Hai mét mấy vậy? Mét ba. Vậy là 2m8 rồi cô chú. Cũng rồi đấy, 2m8 rồi. Đồ ông cái quạnh á. Cái này nó quái ha. Chờ muốn về cắt ra cắt không? Cái này đi tiền xếp nặng lắm cô chú, bị nó dư chiều cao. Ủa cái này cũng bao ship cô chú anh chị mình toàn quát là 12 triệu ha. Bao ship toàn quát luôn. Rồi tiếp theo cây số 6 cũng là cây si ha cô chú. Cây này cũng có đo hạo rồi ha. Ngang đây là 300, 301 ha, tính 300 thôi ha, chiều cao 1,5 m. Cây bên này xì mầm sống khỏe rồi ha. Thì nhóc hết trơn. Cây này cỡ tấn mấy cho lên. Xì mầm này ha. Tổng hoành 301 quá đo rồi á. Tính 300 thôi, chiều cao 1,5 m á cô chú. Cây này con giao lưu với cô chú anh chị mình toàn quốc là 15 triệu ha. Cây này đi ra vùng ngoại chắc cũng cả 6 7 triệu tiền ship. Rồi. Theo cây số 7 là cây xanh nha cô chú. Cái này xanh gì con không biết nữa, cái lá nè. Không biết xanh gì nữa. Lại đi kéo thước đo hoành tiếp đi. Rồi 300 ha cô chú. Chiều cao 1,3 m ha. Cái hoành eo nó là 300. Rồi cây xanh này con cũng bao cho cô chú mình 13 triệu ha. Con bao ship toàn quốc luôn ha. Cây này khủng lắm cô chú ơi, nặng lắm. Rồi tiếp theo số 8 là cây si búp hồng nha cô chú. Cây này rất già ha. Dạng thật hết trơn, nó thùng hết trơn. Chiều cao tới mặt bầu là 35 ha. Đo ngay cái eo nhỏ này ha. Eo nhỏ 41 ha, tính 40 ha cô chú. Cái này 63 ha. Rồi cây si búp hồng mã số 8 giao lưu cô chú anh chị 2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo số 9 cũng là si búp hồng nha cô chú. Cây này bữa nay sống khỏe ha, đâm chồi hết trơn. Chiều cao tới mặt bầu là 56 rồi cô chú. Còn thân ngay đây 111 ha, tính 110. Kính bầu 62. Rồi cái si búp hồng mã số 9 này giao lưu cô chú anh chị 3 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Có vị trí nào cô chú không thấy rõ các bạn Zalo gửi hình cho cô chú thêm ha, tại vì cây nhiều quá. Rồi theo cây mã số 10 cũng là si á cô chú. Này quái ha,
này mới về không, chiều cao 55, độ đại nguyên cái cụm này đi. Cái cụm gì 126 rồi cô chú, kính bầu dài 60. Rồi, mã số 10 này giao lưu với cô chú anh chị mình 2.500.000 ha, ship bắp hồng luôn ha cô chú. Cây già cây lắm ha. Rồi, tiếp theo số 11. Hôm nay con về hàng mini nhiều nha cô chú. Đủ mức giá cho anh. Đủ mức giá cho anh, đủ dáng hết trơn. Chiều cao 28 ha. Mình thân gì 44 nên tính 43 ha cô chú. Kính bầu 25. Rồi mã số 11. Vô lũ cô chú anh chị 1.100.000 ha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, theo mã số 12 cũng là si búp hồng ha cô chú. Cây này cũng già cây lắm ha. Vậy cô chú mình cắt lại ha. Chiều cao 48. Thân ở đây 64 nha cô chú. Dương cộng rễ này tính 60 thôi. Còn mã số 12 này giao lưu với cô chú anh chị 2.2 triệu ha. Bao ship toàn quốc luôn. Thế mã số 13 là giấy Mỹ nha cô chú. Clip này cũng có 1 cây giấy Mỹ rồi ha. Là nguyên cái cũ, chơi cái cũ rồi cô chú. Chiều cao 25, đồ nguyên cái cụm cũ này coi. Cụm gì 91 hay cô chú. Cái này vận chuyển nó bị dập da thôi ha, xử lý keo rồi ha. Kính bầu 48. Rồi số 13 cái giấy Mỹ này giao lưu cô chú anh chị 2.9 triệu nha. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi tiếp theo mã số 14 là cái mai chiếu thủy cô chú. Này có mai vàng luôn nha. Mua mai chiếu thủy tặng mai vàng nha. Này quái nha cô chú. Chứ thủy sao nó dính cây vàng mấy vàng vậy? Đột biến. 72 nó chơi rồi nghe cô chú, thầy hột nó chim nó tha gì đó, nó mọc chổng dính chổng để luôn á ha. Rồi hoành thân ngay đây 73 ha cô chú. Xuống đây 107 ha. Coi con dính thước đâu không kìa. Kính bầu 55. Rồi cái chiếu thủy mã số 14 này giao lưu với cô chú anh chị 3.200.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi, đổi rồi. Rồi, tiếp theo là cái số 15 cũng là cái chiếu thủy rồi cô chú. Cây này nằm chậu lâu năm lắm rồi ha. Chân dài. Chiều cao tới mặt bầu 80. Đây 34 nha cô chú. Sổ nó 40. Rồi cái chiếu thủy mã số 15 này cũng giao lưu với cô chú anh chị 900.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây. Theo cái số 16 cũng là chiếu thủy nha cô chú. Cái nằm chậu nó bị cháy nắng mấy cái này nó không có hư nha cô chú. Không, nó lũa lũa thôi ha. Chiều cao 65. Nghe đây 44 nha cô chú. Rồi số 16 này giao lưu với cô chú anh chị 800 luôn ha. Rồi đổi cây. Cái số 17 cũng là chiếu thủy rồi cô chú. Nhiều cây quá quay lẹ. Chiều cao 75.
Hoành thân ngay đây 36 ha cô chú. Đi sổ của nó 36 luôn. Số 17 này giao lưu với cô chú anh chị 800 luôn ha. Rồi con hết chiếu thủy rồi nha cô chú, tới qua si ha. Hàng mini ha cô chú. Số 18 là si búp hồng ha. Cái này cũng mới gì à. Một chậu đi, lên đây đi chú ơi, lên đây. Kể đi. Không có thấy gì chứ. 26. Chiều cao. Anh Hùng đem ra đây giùm em anh Hùng, các bạn quay qua đây. Mình thân ngay đây 37 rồi cô chú. Bên này. Rồi số 18 này giao lưu cô chú anh chị mình 700 luôn ha. Rồi tiếp theo số 19 cũng là si búp hồng ha cô chú. Chiều cao 21. Còn ngay đây 34 nha cô chú. Rồi số 19 này giao lưu với cô chú anh chị mình 800 luôn ha. Cây dài cây dữ lắm nha cô chú. Rồi tiếp theo cây 20. Qua nữa, quan tí nữa. Đo chiều cao đó phía sau đại khỏi đo trước cũng được. Ok. Chiều cao 25 ha cô chú. Đo nguyên cụm luôn ha. Cụm gì 57 ha cô chú. Rồi số 20 này giao lưu cô chú anh chị mình 800 luôn ha. Không cô chú coi không kỹ thì kết bạn Zalo cũng gửi hình ảnh thêm ha. Tại cây nhiều quá cô chú. Rồi số 21. Chiều cao 32. Thân gì 37 nha cô chú. Rồi cây số 21 này giao lưu cô chú anh chị mình chịu ha. Rồi tiếp theo 22. Cũng là si búp hồng ha cô chú. Chiều cao 27. Hình thân 33 ha cô chú. 22 này giao lưu cô chú anh chị 700 luôn ha. Rồi theo 23 cũng là si búp hồng. Chiều cao 34. Thân ở đây 45 nha cô chú. Rồi cây số 23 này giao lưu cô chú anh chị mình 900 ha. Cái gì trời. Rồi 24 cũng là si búp hồng nha cô chú. Cái này già lắm nha. Sùn đầu quá trời. Chiều cao 17, tắc 7. Thân về 29 này cô chú. Gạch người dưỡng này, rồi tính 25 thôi. Rồi mã số 24 này giao lưu cô chú anh chị mình 900 ha. Qua ship toàn quốc luôn. Theo mã 25 cũng là si búp hồng ha cô chú. Này nó bị lát da bên đây một chút nha cô chú, cũng tha keo rồi ha. Cái này già lắm. Chiều cao 50. Cụm gì 87 ha cô chú. Đường kính bầu 48. 25 này giao lưu cô chú anh chị mình 3.500.000 ha. Rồi đổi cây. Rồi, tiếp theo 26. Cây này bữa nay sống khỏe ha cô chú. Này nguyên cục nạc nó luôn nha.
chiều cao 22. Cây sống khỏe. Vành gì 53 ha cô chú. Rồi. Xịt tược sống khỏe, số 26 giao lưu cô chú anh chị mình 900 luôn ha, nguyên cục đặc luôn ha. Theo 27 cũng là xi búp hồng ha cô chú. Cây này cũng mới về 5-6 ngày. Chiều cao 37. Đồ tổng này. Tổng gì 68 ha cô chú. Rồi số 27 này giao lưu cô chú anh chị mình 1 triệu ha. Rồi tiếp theo 28 cũng là xi búp hồng ha. Cây này bữa nay cũng xì mầm hết rồi ha. Chiều cao 33. Quanh đây 43 cô chú. Rồi số 28 này giao lưu cô chú anh chị mình 900 luôn ha. Tới 29 cũng là xi búp hồng. Rồi về lô này già cái già không nè cô chú. Chiều cao 54. Đồ cụm này đây. Rồi gì 48 nè cô chú. Dài nó ra 57. Rồi số 29 này giao lưu với cô chú anh chị 1 triệu 200 ngàn ha. Ba xếp toàn bắt con. Cái nào vậy? Rồi 30 cũng là xi búp hồng. Chiều cao 29. Tổng cụm nó gì 78 này cô chú. Cắn là tính 75 thôi. Giải phân à. Rồi cái số 30 này giao lưu cô chú anh chị 1 triệu luôn ha. Theo cây 31. Cây này nó già nó khến quá trời cô chú. Này không có cũng có cắt phạm vô đây chút ha. Không có xử lý keo rồi ha. Cắt sơ sơ về cô chú mình cắt lại ha. Chiều cao 71. Cũng 105 hả cô chú. Chỗ này có phạm vô chút tha keo rồi ha. Rồi cái số 31 này giao lưu với cô chú anh chị 3 triệu 700 ngàn ha. Cây này cũng thấy một lá đẹp lắm nha cô chú. Gì? Biết đồ thấy rồi. Trời ơi. Cây này cũng sống khỏe rồi nha cô chú. Cũng clip rồi giao lưu không xong giá rồi không. Không có lợi không có giao lưu được ha. Mặt tiền nó đây nha cô chú. Như con sư tử vậy ha. Chiều cao 56. Đồ tổng. Tổng 131 hay cô chú. Tính 130 thôi. Đường kính bầu nó 80. Số mấy vậy ta? 32. Rồi, số 32 con giao lưu của chú anh chị 4 triệu 800 ngàn ha. Nặng quá. Rồi tiếp theo cây 33 cũng là xi búp hồng, cây cuối clip nha cô chú.
Cái này nguyên cục nạc nó luôn ha. Cao tới mặt bầu 44 nè. Tổng cụm nó diện 124 nha cô chú. Nguyên cục đặc luôn ha. Đường kính bầu 65. Rồi, cái mã số 33 này giao lưu với cô chú anh chị mình 2.900.000 ha. Cũng bao ship toàn quốc luôn. Rồi cuối clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ con những clip vừa rồi ha. Clip này cũng mong được sự ủng hộ cô chú anh chị gần xa rất nhiều. Số điện thoại con 0389372007 đó là số Zalo của con ha. Rồi cuối clip con xin chào, hẹn cô chú anh chị clip sau ạ.